Okay, thì trước tiên mình sẽ nói về cái đề tài này một chút ha. Thì cái đề tài này người ta yêu cầu là cái gì? Cái đề tài này người ta yêu cầu đó là mình nhân hai vector với nhau, đó là vector A và vector B ha. Vector A và vector B thì mỗi vector nó sẽ có n hoàng tử ha, n hoàng tử đi từ A0 cho đến là n-1 đó. Thì sau khi mà kết quả của vector A nhân với vector B á thì nó sẽ trả ra một cái con số ha. Cái con số này có cái độ lớn đó là bằng là k bit ha. Thì k bit này tính là sao? K bit này có một công thức tính, đó là cái công thức là k bằng là m cộng cho là log e của n cộng 1 ha. Thì đó là cái yêu cầu của cái đề bài này ha. Thì ở đây mình ở đây nó sẽ đưa ra bốn cái thuật toán nè để mình làm ha. Mình làm bốn bốn cái thuật toán để cái cách mình làm mình nhân hai cái vector với nhau. Thì mình sẽ làm cái này, mình sẽ làm cái chimpanzee design này ha. Thì cái chimpanzee design này á, cái chimpanzee design này á thì mình sẽ thấy là nó sẽ có một số cái khối như bên dưới này. Thứ nhất là cái khối memory ha. Cái khối memory này nó làm cái gì? Cái khối memory này nó làm á, tức là khi mà nó sẽ là lưu giữ cái giá trị của những cái vector a0 b0 a1 b1 a2 b2 ha, an trừ 1 bn trừ 1 ha. Nó sẽ lưu giữ những cái giá trị của a b ở đây ha. Rồi cái phía bên này, cái phía phía bên này thì nó sẽ đọc từ cái memory ra. Cái memory là giống như là cái con ram của mình vậy đó. Con ram là ram thì nó làm chức năng là lưu trữ dữ liệu ha. Thì RAM thì nó sẽ có là cái việc là bus là mình ra vào con RAM và mình đọc con RAM ra. Thì ở đây là khối memory nó sẽ làm nhiệm vụ vậy. Thì mình có hiểu là cái ở đây là A0 mà cái này là B0, A1 B1, A2 B2 ha. AN trừ 1 BN trừ 1. Đó là cách tổ chức của cái con RAM này. Rồi, cái khối phía bên này thì nó sẽ đọc con RAM tương tự ra. Và nó sẽ nhân từng cặp với nhau, nó sẽ lấy là cặp A0 nhân B0, A1 nhân B1, AN trừ 1 nhân cho N nhân cho BN trừ 1 ha. Đó, nó sẽ nhân với nhau, nó biết là nhân. Thì sau khi nó nhân xong thì nó sẽ cộng lại. Nó nhân xong thì nó sẽ cộng lại, cộng tổng hết tất cả những cái thứ này. Cộng tổng hết thì sẽ ra một con số. Thì con số này chính là cái con số max ở đây. Max có độ dài là k bit ở đây. Ha, kết quả ở đây. Đó, nó sẽ ra một cái k max ở đây. Thì ở đây nằm ngoài ra thì mình có một cái khối này, cái khối chỗ này chính là một cái khối register ha, chính là một cái khối register để mình lưu cái giá trị tính tổng được của tất cả những cái phép nhân này ha. Thì hiểu hiểu nôm na là khi mà mình nhân cái số này lại nhau đó, thì cái mình nhân a0 nhân b0 ra được một giá trị, a1 nhân b1 ra được một giá trị, AN trừ 1 nhân BN trừ 1 ra được một giá trị. Thì tất cả những giá trị đó sẽ được cộng lại với nhau ha, trong cái nạp với trong cái red này, và A qua là cái mét. Còn cái khối cạnh trên lơ của mình làm gì? Khối cạnh trên lơ của mình đơn giản là mình để A cái mét valid ra thôi ha. Đó, thì bây giờ mình đây là cái giải thích cái sơ đồ khối này. Thì từ cái sơ đồ khối này mình sẽ có cái code ha. Cái code thì khi mà mình xem code đó thì code nó cũng xem nó sẽ giống như là nó sẽ match với lại cái sơ đồ khối của mình luôn ha. Thì ở đây nè, mình đi từ cái file lớn nhất của mình là cái file operation này, cái file map operation này ha. Thì mình thấy lại này, trong cái file map operation này nè ha, trong cái file map operation này mình thấy là mình sẽ có là cái khối memory. À, mình sẽ có khối memory ở đây. Đây, mình sẽ có là một cái khối. Rồi, mình sẽ có cái khối memory ở đây. Memory chính là memory ở đây. Cái hình này nó vẽ sao đó, thì cái code nó y chang vậy luôn ha. Hình vẽ sao thì code y chang vậy. Rồi. Thì mình sẽ có cái khối memory ở đây. Ha, khối memory thì cái memory đây đây chính là hai cái memory của mình. Một cái memory A, một cái memory A ở đây, một cái memory B là nó đại đại diện cho cái khối này, là memory A nè,
còn cái cục bên này là memory bay ha, gọi là memory bay đó đó. Rồi mình cũng có cái bộ, mình cũng có các bộ nhân với nhau. Nên thì bộ nhân mình sẽ thấy là cái gì, cái bộ nhân này á, mình sẽ thấy là cái thằng e nè mà nhân cho thằng b, thằng e nhân cho thằng b đây, e nhân b đây là bộ nhân, được chưa? Bộ nhân xong rồi đem tính tổng lại, tổng thì mình sẽ có cái bộ cộng là bộ án ở đây, bộ án đây là chính là bộ cộng ha, bộ án đây chính là một cái bộ cộng đó, thì nó sẽ cộng lại tất cả những cái phép nhân của mình ha, từng cái phép nhân mình đây nó sẽ cộng lại thì mình sẽ có được cái kết quả cuối cùng, thì cái đó cuối cùng này nó sẽ được lưu vào trong một cái register ở đây, cái khối register chỗ này mình gọi là cái register ha, thì nó sẽ lưu kết quả vào trong cái register này đó. Rồi đây chính là cái register của mình nè. Thì cái register này nó làm gì, cái register này nó sẽ lưu giữ cái giá trị tính tổng hiện tại ha, tức là khi mà giả sử như là nó sẽ tính được là ví dụ như là cái tổng thứ nhất thì nó sẽ lưu cái tổng thứ nhất, sau khi nó tính cái tổng thứ hai thì nó sẽ lấy cái tổng thứ hai đó, nó cộng vô cái tổng thứ nhất và nó tính ra được một cái tổng mới này lại tiếp tục lưu giữ cái giá trị đó, rồi lần tới nó tính ra một cái tổng mới thì nó sẽ cộng dồn như vậy ha, thì đó là cái việc của cái register này. Rồi ở đây mình sẽ có một khối controller nữa ha, một cái khối controller nữa, thì khối controller này ví dụ là để nó eo cái rank, cái mét valid cho mình thôi ha, nó eo ra cái mét valid, đồng thời là nó cũng điều khiển những cái việc ra vào RAM và đọc RAM ha. Thì ở đây nè, ở đây mình có hai cái pin ha, mình có hai cái pin nè eo valid và eo value ha, có nghĩa là cái eo valid này á, cái eo valid này chính là cái mét, chính là cái mét valid của chỗ này, còn cái eo value á chính là cái mét value chỗ này ha, thì đây là cái kết quả đầu ra của mình nè. Rồi còn kết quả đầu vào của mình á, kết quả đầu vào à không phải, xin lỗi, không phải là kết quả đầu vào mà là cái interface đầu vào của mình đó, cái giao diện đầu vào của mình đó, thì mình sẽ có một cái bin valid ở đây ha. Mình sẽ có một cái bin valid ở đây, đồng thời khi bin valid đó thì mình sẽ đưa vào là data A, data B ha. Data A, data B, và sau khi mà nó đưa xong á, nó đưa xong thì mình sẽ có một cái đơn. Sau khi mà nó đưa hết dữ liệu rồi, mình sẽ có một cái đơn ở đây. Mình sẽ có một cái đơn. Nên cái đơn là để báo biết là đã đưa hết cái dữ liệu đầu vào ha. Đó, rồi cái bin already chỗ này á, có nghĩa là sao? Cái already này chỗ này á, tức là khi mà mình đưa vào á, khi mà mình đưa vào những cái dữ liệu này, đi vào lúc đi data A, data B và đi đơn đúng không? Thì á, cái bộ này nè, nó cần phải có thời gian để nó xử lý, để nó trả kết quả đầu ra, phải không? Cần phải có thời gian xử lý để trả nó đầu ra. Thì trong cái khoảng thời gian mà nó xử lý, mà ở đây dùng cái thuật ngữ, trong cái này dùng cái thuật ngữ đó là delay phạt đó ha, gọi là cái delay phạt đó, tức là nó phải có một cái delay ha, có delay, tức là khi mà từ lúc đưa dữ liệu vào tới lúc mà tính toán đưa dữ liệu ra thì nó sẽ có một cái gọi là một cái delay phạt, thì cái delay đó, thì trong cái khoảng thời gian delay đó thì cái sum already này đó, nó sẽ xuống không, có nghĩa là khi mà cái sum array này xuống không á, thì cái đầu vào này không được đưa dữ liệu vào nữa ha, mà phải đợi cho cái thằng ở phía trong này á, trong này nó tính toán xong, thì sau khi nó tính toán xong thì cái array này sẽ lên một, thì khi đó cái đầu vào này mới được đưa cái dữ liệu vào ha. Đó thì đây là cái cơ chế để mình làm cái bài này đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về từng khối ha, sẽ nói về từng khối một chút. Thì trong cái mem này thì mình sẽ có lại gì, mình sẽ có cái mem này chẳng qua là một cái bộ nhớ thôi, một cái con RAM thôi, một cái memory thôi ha. Thì mình sẽ có những cái thông số, đó là cái độ rộng của con RAM ha, cái độ rộng con RAM chính là cái đoạn mình đo từ đây qua đây ha, mình đo cạnh này từ đây qua đây, từ trái sang phải, tức là cái độ rộng của RAM. Cái độ rộng của RAM có nghĩa là cái con RAM này nó chứa được bao nhiêu bit ha. Thì ở đây chính là cái width, tức là cái độ rộng của con RAM ha. Rồi cái chiều sâu của con RAM là tính từ đỉnh xuống đáy của nó, tức là nó sâu bao nhiêu thì nó sẽ là cái depth,
cái dev nghĩa là chiều sâu đó ha. Đó cái dev đó, còn cái hạt rapid này là chẳng qua là nó chạy theo cái dev thôi, tức là ví dụ mình có cái dev nó là 16 đi thì hạt rapid nó phải là 4 bit ha, tại vì 24 nó bằng 16 đó. Chẳng hạn như cái dev này nó bằng 32 á thì mình sẽ có hạt rapid này nó bằng 5, tại vì 24 5 bằng 32 ha. Đó thì mình sẽ là hạt rapid đẹp như bit mình chuyển vô đây. Con RAM này là nhiệm vụ chính là để mình lưu dữ liệu nè. Đó. Còn cái bộ này á là mình sẽ thực hiện ở cái phép phép nhân, mình sẽ nhân số A với số B ha, mình nhân A0 với B0, A1 nhân B1 mình sẽ nhân. Đúng không? Mình sẽ nhân với nhau. Đó thì nó sẽ làm nhiệm vụ nhân, thì cái bộ nhân này á mình sẽ không làm cái phép nhân ha. Mình sẽ không làm cái phép nhân mà mình sẽ làm cái phép cộng và phép dịch bit ha. Tại sao mà mình có được cái này? Tại vì á, mình sẽ thấy nè. Thí dụ mình nói một cái điều đi, tức là trong cái bộ nhân này á, mình sẽ không làm cái phép nhân trực tiếp mà mình sẽ làm cái phép cộng và phép dịch bit. Ha, mình sẽ đồng thời sử dụng phép cộng và phép dịch bit. Thì ở đây mình thấy nè, mình lấy ví dụ đi. Mình có hai số ha, mình cho A chẳng hạn như là A bằng 9 đi. Đúng không? B bằng 8 đúng không? Mình thí dụ thôi. Đúng không? Vậy thì A bằng A nhân B á thì nó sẽ bằng là 9 nhân 8 là bằng 72 đúng không? Thì 72 này á mình sẽ nhìn cái view á, nó là a bằng 9 có nghĩa là biểu diễn theo số nhị phân á, thì nó sẽ là 4 phẩy b 1001 đúng không? Còn số 8 á, số 8 này á thì nó sẽ là 4 phẩy b 01 à, xin lỗi 1000 đúng không? Đó thì đây á, mình sẽ có phép nhân nè, mình nhân nếu mà mình nhìn ở cái dạng là cái hệ nhị phân á, 1001 đúng không, mà mình nhân cho 1001 đi, mà mình nhân cho là nhân cho 8 là 1000 đúng không, thì thằng này nó sẽ là, có phải là mình sẽ nhân từ bit không, mình thấy không, mình nhân cho cái đám trên này thì nó phải là không hết không, không hết đúng không, không hết đúng không, rồi mình lấy cái này không tiếp nè, mình nhân cái đám như này thì nó cũng là không đúng không, không 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 à, này cũng không nữa, không đây đúng không à. Đó nó sẽ dịch bít đúng không, rồi tiếp theo thằng tiếp theo cũng lại là không nữa đúng không? Thằng tiếp theo cũng lại là không nữa nè. Đó rồi hàng tiếp theo nó sẽ là hàng tiếp theo nó sẽ là một không 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 đúng không, đúng không? Rồi vậy thì á, tóm lại á, hai phép nhân này kết quả nhị phân cuối cùng nó sẽ là không nè, đúng không, này không nè, thằng này không đúng không, thằng này không luôn, thằng này không, thằng này không đúng không, thằng này một đúng không, thằng này một à, xin lỗi, thằng này nhân một là phải là một ở đây, xin lỗi một ở đây, thì thằng này ở đây á phải là một đúng không, không cộng không không nè đúng không, mình có là mình có như vậy nè, đây không cộng không cộng không cộng một là một đúng không, nhưng mà đương nhiên là một rồi đúng không, vậy thì mình sẽ có là cái gì, mình sẽ có là thằng này chính là bằng 72 đúng không, 72 số đề decimal á đó. Thì mình thấy ở đây nè, cái phép nhân á chẳng qua là gì, chẳng qua là cái dịch bit thôi đúng không, thí dụ như thằng này không á, nó nhân không thì nó không ở đây đúng không? Thằng này không ở đây nè thì nhân, thằng này không thì nhân ở đây bằng không, không hết cũng không thì nó sẽ dịch đi đúng không, thì chỗ này á tới thằng này không nè, thằng này 101 vậy có phải là cái 1001 này á nó sẽ dịch đi 4 4 bit không, à xin lỗi nó phải dịch đi 3 3 bit không đúng không, thì thay vì mình làm phép nhân thì mình sẽ làm phép cộng và phép dịch bit, thì đây là cái cách để mình giải giải quyết cái vấn đề trong cái vlog mình, trong vlog của mình á, khi mình
mình rất là hạn chế cái phép nhân ha, rất hạn chế phép nhân. Thay vì mình làm phép nhân thì mình sẽ làm phép cộng và phép diệt tích để thay thế cho phép nhân ha. Thì cái này là khi mà mình code Vlookup thì mình phải chú ý cái vấn đề đó. Rồi thì đây là phép nhân của mình. Còn bộ bộ một cộng thì đơn đơn giản thôi, một cộng thì không có vấn đề gì, một cộng thì lấy hai số cộng nhau vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi còn bộ cạnh lớn của mình thì nó eo ra cái ba ba đít thôi, eo ra đít của mình thôi chứ không có gì phức tạp hết. Thì đây toàn là toàn bộ cái thiết kế của mình.